Kính thưa các vị đồng nghiệp, hôm nay em xin trình bày một chút những thông tin về vai trò xét nghiệm của đột biến BRCA trong chẩn đoán chính xác. Thì nội dung của bài sẽ đi qua các phần, thứ nhất là gen BRCA và ung thư, thứ hai là phương pháp xét nghiệm đột biến BRCA, thứ ba là vai trò xét nghiệm tìm đột biến BRCA trên lâm sàng, và thứ tư là hướng dẫn xét nghiệm tìm đột biến BRCA. Về lịch sử phát hiện ra gen BRCA thì từ những năm 1990 thì các nhà khoa học đã định vị được cái vị trí của gen BRCA1 nằm trên nhiễm chất thể 17 locus từ 12 đến 21, và đến năm 1994 thì các nhà khoa học Mỹ đã nhận diện được cái gen của BRCA1. Tuy nhiên thì gen BRCA1 chưa giải thích được hết tất cả những cái trường hợp mà ung thư vú di truyền cũng như ung thư buồng trứng hay là những ung thư vú nam. Thì từ năm 94 đến năm 95 thì các nhà khoa học người Anh đã phát hiện ra cái gen BRCA2 giải thích nhiều hơn cho những cái vấn đề ung thư di truyền trên những cái bệnh nhân trên. Về cái cấu trúc của BRCA thì gen BRCA1 thì có gồm 24 exon mã hóa 1863 acid amin, trong đó thì cái exon 11 thì mã hóa trên 1/2 số acid amin, và ở trên đó thì có những cái đoạn OCCR là những cái đoạn mà tăng kính nhạy cảm đối với ung thư buồng trứng, và BCR là những cái tăng nhạy cảm đối với ung thư vú. Thì những cái đoạn này thì làm tăng nguy cơ mắc ung thư buồng trứng và ung thư vú lên khoảng từ 1,3 đến 1,4 lần. Và đối với BRCA2 thì gồm 27 exon mã hóa 3418 acid amin, cũng có những cái đoạn mà tăng nguy cơ mắc ung thư buồng trứng và ung thư vú. Về chức năng của gen BRCA thì gen BRCA nằm trong cái phức hợp của HRA, là cái phức hợp mà về tái tổ hợp lại, chỉnh sửa tái tổ hợp cái gen, cái DNA, bao gồm BRCA là cái nhân tố chính, còn ngoài ra thì còn có cái ATM, ATR và CHK2 và một số những cái nhân tố khác. Cái phức hợp này thì nó góp phần làm sửa chữa những sai hỏng DNA, kiểm soát chu kỳ tế bào, nhân đôi, trung thể và hình thành thoi vô sắc. Còn cái gen BRCA2 thì sửa chữa những cái đứt gãy sợi đôi DNA bằng cái tái tổ hợp tương đồng thông qua cái protein điều hòa RAD51. Về những cái đột biến mà hay gặp ở trên BRCA thì có thể những cái đột biến mà không có ý nghĩa lâm sàng, có thể những cái đột biến, những biến đổi nucleotid đơn, hoặc người ta gọi những cái sai khác thôi, hay những cái đột biến thêm đoạn hoặc mất đoạn có kích thước nhỏ, hoặc nhiều khi là những cái đột biến mà cấu trúc lớn. Về tần suất đột biến của BRCA trong ung thư vú thì tất cả những cái ung thư nó là hậu quả của những cái quá trình đột biến gen. Tuy nhiên thì ung thư phần lớn 85-90% thì ung thư vú là hậu quả của những cái gen mà mình chưa biết. Còn trong 10-15% mà những ung đột biến đã biết ở trong ung thư vú thì BRCA1 chiếm 30% và BRCA2 chiếm 30%, là hai nhân tố lớn nhất ở trong những cái đột biến đã biết. Về tần suất đột biến BRCA trong ung thư buồng trứng thì trong ung thư buồng trứng thì cái tỷ lệ đột biến BRCA dòng mầm chiếm tỷ lệ cao nhất. Ngoài ra thì còn có cả đột biến BRCA somatic hay là dòng sinh dưỡng và những cái đột biến khác. Về sự khác biệt giữa cái đột biến BRCA dòng mầm và BRCA dòng sinh dưỡng thì BRCA dòng mầm là một cái dạng đột biến xảy ra ở trong giao tử và có thể ảnh hưởng đến mọi tế bào và có khả năng di truyền cho thế hệ sau. Còn đột biến BRCA sinh dưỡng thì là một dạng đột biến xảy ra trong tế bào đơn lẻ của cơ thể và thường thì là có nguồn gốc từ tế bào đơn lẻ, và ảnh hưởng thì là cái mô, ở trên một cái mô mà có cái tế bào đơn lẻ nó mang đột biến,
và nó không thường, nó không di chuyển được. Để xét nghiệm phát hiện ra BRCA dòng mầm thì người ta sẽ dùng xét nghiệm ở mẫu mô hoặc là máu. Còn xét nghiệm BRCA sinh dưỡng, đột biến BRCA sinh dưỡng thì xét nghiệm ở trên bệnh phẩm mô. Về phương pháp xét nghiệm đột biến BRCA thì phương pháp của nó là phương pháp giải trình tự gen, thì có thể có giải trình tự đơn, đơn gen từng gen một, hoặc là có thể giải trình tự rất một số những gen, hoặc là xét nghiệm giải trình tự toàn bộ hệ gen. Và đã có một lịch sử rất là lâu về cái xét nghiệm, các cái phương pháp xét nghiệm BRCA. Hiện nay thì chúng ta hay dùng là cái phương pháp người ta gọi là cái NGS, đúng không ạ? Cái là cái giải trình tự gen thế hệ 2. Thì ở cái phương pháp giải trình tự gen thế hệ 2 thì mình sẽ có thể xét nghiệm được những cái mẫu lớn hơn so với cái giải trình tự gen thế hệ 1, là mình hay dùng cái phương pháp là người ta gọi là cái sensor sequencing. Còn cái phương giải trình tự gen thế hệ thứ 3 thì hiện nay chủ dùng ở trong nghiên cứu và rất là ít những nơi người ta có khả năng sử dụng, bởi vì ở cái xét nghiệm ở cái nhóm thế hệ thứ 3 thì thường là cái đòi hỏi một cái quy mô rất là lớn và cái tiền đầu tư của nó cũng rất là lớn. Và về so sánh các cái phương pháp xét nghiệm giải trình tự thì ở đây thì nếu mà tìm hiểu sâu sát hơn thì có một số những cái phương pháp xét nghiệm giải trình tự, ví dụ thế hệ 1 thì cũng sẽ có một cái số phương pháp, ví dụ như là single nucleate real-time sequencing, hay là iron semiconductor, hoặc là pyro sequencing là cái phương pháp mà mình hay dùng nhất. Còn đối với cái phương pháp mà giải trình tự gen thế hệ 2 ấy, thì đây là cái phương pháp mà hiện nay là nhiều nơi được ứng dụng. Thì mình có thể giải trình tự được một cái số lượng lớn. Mình có thể giải được trình tự được một số lượng lớn những cái gen mình cần khảo sát, và có thể kết hợp với những cái phương pháp khác, hoặc là kết hợp được với những cái tổ hợp khác. Cái giá thành thì nó cũng thấp hơn, và mình có thể phân tích tự động được, nó sẽ giảm bớt được cái thời gian cũng như là cái công sức của các nhà sinh học. Và một cái điều rất là quan trọng nữa là mình có thể sử dụng ít mẫu DNA hơn, thì có nghĩa là những cái bệnh phẩm rất là nhỏ mình cũng có thể sử dụng để mình tìm được ra những cái đột biến gen có ý nghĩa. Và phương pháp này thì có thể chạy song song với những cái phương pháp xét nghiệm di chuyển khác. Tuy nhiên thì cái phương pháp NGS này thì nó cũng khá đắt tiền và đòi hỏi một cái hệ thống phân tích và một cái hệ thống lưu trữ dữ liệu thiết kế riêng cho nó, và nó cũng cũng khá phức tạp, và cần ở cái phương pháp này thì cần đòi hỏi là những cái kiến thức rất là chuyên sâu về giải trình tự gen, nên là thường là phải tập trung ở những cơ sở lớn. Về đối với những cái yêu cầu xét nghiệm đột biến BRCA thì xét nghiệm đột biến BRCA 1, 2 thường được đánh giá theo các tiêu chí phân tích và các cái giá trị lâm sàng. Thì yêu cầu thứ nhất là mình phải phát hiện được toàn bộ các đột biến BRCA, để từ đó mà mình có thể xem được những cái đột biến nào là đột biến mà có ý nghĩa đối với tiên lượng và đối với điều trị. Thứ hai là những cái kit xét nghiệm thì phải có cái chứng chỉ IVD. Thứ ba nữa là phải có một cái giải pháp tổng thể giữa cái kit xét nghiệm và cái hệ thống xét nghiệm cũng phải đồng bộ. Và thứ tư nữa là phải có chi phí hợp lý thì bệnh nhân mới có thể thực hiện được, và nó cũng là một cái những cái yếu tố mà hỗ trợ cũng như là giúp đỡ các bệnh nhân có thể tiếp cận được những cái phương pháp xét nghiệm và điều trị hiện đại. Và cái xét nghiệm này cũng cần có hướng dẫn và báo cáo lâm sàng rõ ràng, và cũng phải có độ chính xác cao. Về cái
ý nghĩa và cái ý nghĩa của cái đột biến của BRCA trên lâm sàng. Khi mà một cái người phụ nữ mà có cái BRCA, có đột biến BRCA thì họ sẽ có khả năng cao cái mắc cái ung thư vú và ung thư buồng trứng hơn những cái bệnh nhân mà không có đột biến. Ngoài ra thì với những cái bệnh nhân có đột biến BRCA thì mình có thể có thực hiện được những cái phương pháp phòng trừ, phương pháp mà phòng trừ dự phòng nhé. Ví dụ như là cái cô Julia Angela Jolie đúng không ạ? Thì cô ấy đã vì mẹ cô cũng bị ung thư vú và cô ấy cũng có cái gen BRCA và cô đã quyết định là cô ấy cắt vú dự phòng. Và cái vai trò nữa là cũng là vai trò về tiên lượng. Thì đột biến BRCA thì cũng có vai trò tiên lượng quan trọng, mà người ta còn thấy rằng là nó còn hơn cả cái phương pháp mà đánh giá giai đoạn, cũng như là những cái đánh giá về cái phương pháp phẫu thuật. Mà cái đây là những cái phương pháp mà kinh điển các bác sĩ sử dụng, và nó có thể dự đoán được cái PFS và cái OS và thông qua cái tình trạng đột biến BRCA. Và về dự đoán thì và nó cũng ở những cái bệnh nhân này thì người ta cũng có thể dự đoán được cái độ sự nhạy cảm của bệnh nhân đối với một số những cái phương pháp điều trị và sẽ được trình bày ở phía sau. Trên đây là những cái ví dụ mà những cái nghiên cứu người ta đánh giá cái đột biến BRCA đối với nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng. Đối với những cái bệnh nhân ung thư, tất cả những cái bệnh nhân ung thư vú mình không nói được nhỉ? Bệnh nhân ung thư vú ạ. Mình quay lại đi cái hình tròn ấy. Đấy. Nhưng mà có nghĩa là không có chỉ, mình không chỉ, không dùng bút chỉ được đấy. Đối với tất cả những cái bệnh nhân ung thư vú ạ, thì tần suất của nó thì chiếm khoảng 10%, những cái bệnh nhân mà ung thư vú là chiếm có đột biến là chiếm khoảng 10% thôi. Thế nhưng mà với những cái bệnh nhân mà có đột biến BRCA1/2 thì cái tỷ lệ mà mắc cái ung thư vú nó khoảng đến 25%. Và tương tự vậy, đối với những cái tất cả những cái bệnh nhân ung thư buồng trứng thì cái đột biến BRCA1 chiếm khoảng 15%. Và trên đây là cái biểu đồ cho thấy rằng là cái đột biến BRCA1 và BRCA2 thì đều làm tăng nguy cơ đối với ung thư buồng trứng và ung thư vú. Ngoài cái ung thư vú và ung thư buồng trứng là hai cái cơ quan chính mà cái đột biến BRCA1 và BRCA2 tác động, thì ung thư vú thì cái ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy cũng là hai cái cơ quan mà BRCA1 và BRCA2 có liên quan đến. Và ở trong những cái bệnh nhân mà có đột biến BRCA1 và BRCA2 thì cái tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy là đều tăng hơn so với dân số chung. Mặc dù là BRCA1 và BRCA2 nó dễ gây ra cái tình trạng mắc ung thư, thế nhưng mà về cái tỷ lệ sống thêm thì người ta thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà có đột biến BRCA1/2 thì nó có cái tỷ lệ sống thêm sau 5 năm thì nó lại cao hơn một chút so với nhóm mà không có đột biến, và cái tỷ lệ này là có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0.001. Và đây là một cái nghiên cứu cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ BRCA1 nó có khả năng đáp ứng với cái thuốc ức chế PAP, là cái thuốc mà thì
Đối với BRCA1 thì là cái dấu ấn mà dự đoán cái khả năng đáp ứng với thuốc ức chế PAP, thì ở cả hai nghiên cứu thì đều cho thấy là cái thời gian sống thêm đối với những cái bệnh nhân mà có điều trị olaparib là cái thuốc ức chế PAP ấy, mà bệnh nhân mà có đột biến thì cái tỷ lệ cái thời gian sống thêm nó tăng cao hơn đối với nghiên cứu của Lema năm báo cáo năm 2016 ấy, thì nó tăng khoảng hơn 8 tháng 11,2 tháng so với nhóm điều trị placebo là 4,3 tháng. Và ngoài ra thì đối với cái nhóm mà bệnh nhân mà không có BRCA1 thì cái sử dụng cái thuốc ức chế PAP nó có khả năng cũng tăng lên khoảng 2 tháng so với cái nhóm mà dùng placebo, và sự khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì đối với những cái bệnh nhân mà có nhóm đột biến ấy, thì cái đáp ứng của đối với thuốc ức chế PAP nó cao hơn. Và đối với ung thư buồng trứng thì cũng vậy, là bệnh nhân mà đáp ứng với đối với những cái bệnh nhân mà có cái đột biến ấy, thì có khả năng đáp ứng với hóa chất mà có platinum cao hơn những cái đột biến, những cái bệnh nhân mà không có đột biến. Và sự khác biệt này thì cũng có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Về cái guideline xét nghiệm của đột biến BRCA thì từ những năm 2014 thì người ta đã có những cái hướng dẫn để xét nghiệm đột biến BRCA. Thì năm 2014 thì chỉ tập trung vào cái xét nghiệm đột biến BRCA ở những cái bệnh nhân mà có cái ung thư mạc nối hoặc là ung thư vòi trứng hoặc là biểu mô buồng trứng, mà thậm chí ở những cái bệnh nhân mà không có tiền sử gia đình. Đến năm 2016 thì người ta đã xem xét xét nghiệm đối với xét nghiệm BRCA đối với những cái u mà có độ cao. Còn đến năm 2018 thì người ta khuyến cáo là nên xét nghiệm BRCA đối với những cái bệnh nhân có tái phát hoặc là kháng với điều trị, mà trước khi điều trị tiếp theo thì mình cần phải xét nghiệm. Và đối với cái guidelines năm 2020 thì nó có những cái chi tiết hơn, thì với những cái bệnh nhân mà cụ thể từng nhóm tuổi thì mình có thể chỉ cần một trong những cái đặc điểm mà có ở trong bảng là mình có thể xét nghiệm BRCA. Thì một cái bảng này rất là phức tạp, đúng không ạ? Thế nhưng mà mình có thể tóm tắt lại là những cái bệnh nhân mà có cái gia đình hoặc là có cái tiền sử xét nghiệm mà có đột biến BRCA, thì mặc dù là cái người mà người ta có thể không có đột biến hoặc là chưa có biểu hiện bệnh, thế nhưng mà cái người mà đã có đột biến trước đó mà người ta không xét nghiệm được thì những cái người trong gia đình là cũng có thể xét nghiệm. Ngoài ra thì có những cái nếu mà bệnh nhân mà chưa được xét nghiệm thì với những cái bệnh nhân mà ung thư vú mà dưới 40 năm tuổi, hoặc là những cái bệnh nhân ung thư vú mà có từ 40 năm đến 50 và có một trong những cái yếu tố nguy cơ là cái họ hàng gần, hoặc là có thêm cái ung thư nữa thì cũng cần phải xét nghiệm BRCA. Hoặc là những cái ung thư vú mà có bộ ba âm tính mà dưới 60 tuổi, hoặc là những cái có hai ung thư vú trở lên hoặc có họ gần thì người ta cũng có xét nghiệm. Hoặc là những cái người chủng tộc mà Do Thái thì cũng là cần phải xét nghiệm cái BRCA. Hoặc là đối với cái người mà có tiền sử mắc ung thư buồng trứng và một số những cái yếu tố khác, hoặc là như là cái ung thư vú ở nam giới. Về cái thuốc ức chế PAP, đúng không ạ? Thì cái olaparib là một cái thuốc mà ức chế PAP đã được FDA approve vào năm 2018. Thì người ta để mà điều trị được cái olaparib thì chúng ta cần phải xét nghiệm BRCA.
thì BRCA thì cần phải thực hiện ở trên mẫu mô để tìm cái đột biến somatic và germline để có thể giúp lựa chọn phương pháp điều trị. Và cái một cái lưu ý nữa là mình cần phải dùng cái sử dụng cái mẫu mô gần mới nhất để xét nghiệm, thì vì là ở với những cái mẫu mô mới thì cái độ bảo tồn của DNA nó sẽ tốt hơn những cái mẫu mô mà bảo quản lâu hơn. Về cái guidelines của cái BR xét nghiệm của BRCA1 và BRCA2 thì ở đây thì người ta có một cái hướng dẫn rất là cụ thể và mình có thể tìm hiểu thêm. Vậy thì tại sao phải xét nghiệm đột biến BRCA2 trong ung thư? Thì vì xét nghiệm BRCA thì giúp sàng lọc và đánh giá nguy cơ, và thứ hai là giúp tiên lượng, và thứ ba là giúp hướng dẫn điều trị. Và khi nào mình cần phải xét nghiệm BRCA thì xét nghiệm BRCA theo hướng dẫn của NCCN, thì đó là những cái bệnh nhân mà có tiền sử gia đình, bệnh nhân mà ung thư vú hoặc buồng trứng, hoặc là có thành viên ở trong gia đình có mang đột biến BRCA1/2. Và loại mẫu của xét nghiệm thì là mình sử dụng mẫu máu hoặc mẫu mô, nhưng mà thường thì là mình sẽ sử dụng là mẫu mô. Về phương pháp xét nghiệm thì mình sẽ dùng xét nghiệm là giải trình tự gen. Và kết quả thì mình sử dụng kết quả mà có đột biến BRCA mà có nguy cơ gây ung thư. Đấy. Ngoài ra thì có những, vì là mình cái phương pháp giải trình tự gen, mình có thể đưa ra những cái tất cả các cái xét nghiệm đột biến, tất cả những cái đột biến thì có thể có những cái đột biến mà không có ý nghĩa lâm sàng, ví dụ như là những cái SNP chẳng hạn. Về xét nghiệm mà đột biến BRCA tại bệnh viện K thì hiện nay thì bệnh viện K sử dụng cái phương pháp giải trình tự gen NGS bằng trên cái hệ thống Illumina, MySeq và NextSeq. Và ở đây thì có thể giải trình tự được đầy đủ các cái biến thể và đột biến cùng lúc, và với cái độ nhạy cao và độ đặc hiệu cao, và phần mềm phân tích là phần mềm Engine Analysis. Và ở đây thì là các cái hệ thống này là được xét nghiệm đồng bộ. Và cuối cùng thì tôi xin có một số những cái kết luận. Thứ nhất là giải trình tự gen thế hệ mới là một kỹ thuật phổ biến xác định đột biến BRCA1 và BRCA2. Thứ hai nữa là đối với ung thư vú và ung thư buồng trứng, đột biến BRCA có vai trò đánh giá nguy cơ, tiên lượng và dự đoán đáp ứng điều trị. Và thứ ba nữa là bệnh nhân ung thư vú và ung thư buồng trứng có đột biến BRCA được chấp thuận điều trị với cái thuốc ức chế PAP. Và tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp.